Hello, xin chào quý anh chị và các bạn . Chào mừng các bạn quay lại với channel Soi Cha Rẻ. Hôm nay mình sẽ lên một lô xe mới về cho anh em ha. Những con xe lướt, cực kỳ lướt luôn, hàng khủng mới về. Thì đồng hành giới thiệu mình trong đây thì có anh Dương, số trợ giới thiệu ông Dương ạ. Dạ, em chào anh em, chào con cô bác, chào các chú, chào các bác, chào các cô, chào các thím nha. Và chào các anh em mua bán xe 63 Tân Thành. Và chào các vị quý khách đã xem kênh máy giá rẻ của anh Việt nha. Em là Dương của hàng xe máy Trung Dương 2, nằm ở Bình Dương, sát bên chợ Lá Hiêu, Hoàng Cá Tư Cộng 4, hoặc cầu Phú Long nha anh em nha. Sát bên cái tiệm mình đi chừng 5 phút là tới ngay cho sát bên nha anh em ha. Đó, tiệm mình chuyên dòng tay con chứ tay ga rồi các thứ, nói chung là đủ hết các dòng cho anh em lựa chọn, xong giờ đủ các dòng luôn anh em ha. Cho nên kính mong anh em theo dõi kênh của anh Việt nha, rồi chia sẻ Zalo, Facebook đồ. Còn xe bên mình thì có bảo hành 2 năm cho anh em hết, đặc biệt là bảo hành 2 năm bao qua tên, tại xe sẽ chính chủ không nha anh em nha, anh em cứ yên tâm nha. Xe toàn bộ là xe đời cao như FUTURE này, 2024 đó không anh em, 1000 cây số, xe toàn bộ là ra tên được hết cho anh em nha, có căn cước chủ, có số điện thoại. Tại giờ rút hồ sơ thì phải có căn cước chủ, có số điện thoại của chủ mới rút theo được cái định danh đó nè, rút theo cái hồ sơ mới cho ra hồ sơ được anh em ha. Thì xe giờ toàn bộ là xe chính chủ, anh em cứ yên tâm cái vấn đề đó. Mình có trao đổi xe cũ nữa, quay ghim Trung Quốc gì giấy tờ hợp lại rồi mua hết anh em, không bao giờ ép giá anh em. Nó xe là rất ok, trao đổi hết anh em ha. Nó có ship xe cho anh em toàn quốc luôn, 2 triệu là đặt cọc cho mình, tin tưởng mình đặt cọc mình 2 triệu là mình ship xe toàn quốc cho các anh em luôn. Đó, anh em cứ yên tâm cái vấn đề đó. Trước khi mình ship là mình có quay hết vô chi tiết những con xe hết cho anh em coi anh em ha. Anh em kính mong anh em và bà con cô bác các chú tin tưởng ủng hộ anh nha. Dạ, em là gốc dân Bình Dương xưa giờ luôn, anh em mới yên tâm cái đó đó. Nay mình mới về con khi một con siêu cọp nha anh em nha, siêu lướt mà siêu dữ luôn cho anh em luôn. Đó, còn lan can xà bàn lên nha, 3000 cây số nha anh em ha, hàng khủng long nha anh em ha. Đó, 20 mới vừa về luôn anh em. Dạ. Bữa giờ tại anh em nhìn không, ở trên kia cũng bán hết rồi, có còn nữa đâu. Còn biển số 83 bán rồi nha anh em ha. Đó rồi, con này biển số 62 này. 62 nha anh em ha, xe lan can xà bàn. Ui dồi. Dạ. Con này như con xe mới luôn vậy. Dạ. Lan can xà bàn cho anh em ha. Đó, xe lan can xà bàn cho anh em ha. Nó hai phá, hai kiến đầy đủ. Xanh trắng đẹp. Dạ. 3000 cây số nha anh em. Nghi anh em nghi bô mình nổ như thế là mê rồi. Cái bát Tân Sơn em biết ha. Tuấn tuổi ha. Đó, dây cùi, cùi xe nhìn trong nghiêng nữa nè, trắng cục mũ nè, chưa nhích nhiều anh em ha. Đó, con dây cùi đúng xét nha anh em ha. Đúng xét nha, đúng xét nha. Hàng khủng nha anh em nha, giá hơi đội hay nha anh em nha, hàng 3X nha anh em ha. Nhưng mà anh em nào muốn chơi thì chơi à, mới bữa giờ thì nó chả còn nữa anh em ơi. Hàng sưu tầm anh em. Nói chung là hàng sưu tầm. Về đâu là mất đó. À, nói chung là hàng sưu tầm nha anh em, chỉ dành cho anh em kết cái dòng này ha nha anh em ha. Đó. Anh em nghi mấy thế rồi mới rồi. Dạ, hàng chứng nha anh em ha, hàng 3X bao hồ sơ cho anh em. Công nhận là nó đủ. Nghe tiếng máy đã. Đó, nhẹ nhàng nha. Mình mà gặp cọp là mình không về. Hả, mình có vài con 25 anh em, 700 mấy chục cây mình cũng dẫn bán cái anh ở Kiên Giang ảnh ủng hộ luôn nha anh em ha. Đó, mấy dòng này mà gặp mấy anh Kiên Giang, mấy An Giang là mấy anh khoái lắm. Đó, xe hẳn xe anh em ha. Chỉ anh em ha, phải chỉ yên rồi còn vậy cui hết. Mua xe mà anh em có chỉ nữa nè, cái quần jean mà nó bận không giờ xước là chỉ nó là ok, ít chạy, ít sử dụng nha anh em ha. Đó, xe lan can xà beng. Đó, với cái nút đời nữa. Đặc biệt cái nút đời nè, da tay mình á, đời lên là ít sử dụng là xe còn 3103 coi. Thẳng nha anh em ha, thấy thẳng không? Thẳng kim luôn ha. Đó. Nếu mà xe mà vấn đề mà ABC đồng hồ là nó gớt xuống số 0 nhiều lắm nha anh em ha. Gớt thẳng xuống đây. Anh em nếu mà bao hài hở, mình chỉ nói vậy thôi, vì nó nói quá đụng chạm anh em ha. Anh em cứ yên tâm. Xe lan can xà beng. Ok. Dạ. Bye. Anh em nào mắm thì chơi ha. Dạ. Xe lan can mình có con 212 4000 cây nữa nha anh em nha, biển số Đà Lạt. Còn đây là tiếp theo của hôm nay có mấy chú mà có coi cái kênh SH150 này, anh em hỏi nhiều lắm, mấy chú hỏi nhiều lắm. Giá thì nói chung là báo không có thách đâu mọi người ơi, đừng trả mà liệt mấy triệu, không có lòng xe đâu mà mấy triệu đâu mà trả liệt mấy triệu được. Mình đổi của khách cũng giá cao rồi anh em. 9000 cây, 900 cây thôi. 900 cây số nha anh em nha. Mới như nào nó như thế. Đó anh em cứ đánh giá ha. Vỏ nè anh em thấy không? Về cua nè, xe bao nè không dính trầy. Đó. Đó, lan can xà beng anh em thấy không, cái ABS mà nó còn 7 màu anh em thấy là dữ rồi. Đó, xe 150 nha anh em ha, 150. Đó, hãng một hãng giờ nó bán cũng 112 113 triệu rồi. Mình đây có 87 triệu bao sơ, nó có con thì nó có sao nó vậy cho anh em luôn ha. 87 triệu bao sơ. Dạ đúng rồi. Đó, bớt anh em vài trăm tiền xăng, cổ. Thì mình lâu lâu mình về con mình rồi. Không chơi thác thôi, mình chơi xe hàng cọp. Y như con hỏi mấy con thác 215 anh em thấy không? Nó vậy cũng có khách ta mua. Sâu cũng dành quá trời. Dạ có 5.000 cây số xe chùm keo luôn anh em. Ok. Đó, còn tiếp theo mấy cái dòng này, phần dây FUTURE này giờ quá nhiều nha anh em ha. FUTURE bữa nay nhiều nha anh em. Dạ cũng nhiều. Mấy kìa mình lên cho anh em cho coi. Có con bữa con AB3 coi bán không? Dạ. AB đen 3 coi bữa không? Đó anh. AB kia kìa 28 á. Bán rồi. Đục. AB có nhiều anh hỏi quá. Dạ, bán rồi anh. Bên Đồng Nai ủng hộ luôn anh. Ừ, con nó đẹp quá, có dạ, nhiều anh thôi, hỏi lắm. Nhiều anh thôi. Con này cũng mới về 2024 này anh em. 1.000 cây nha anh em ha. 2024 bản đen nha anh em nha. Bên mình hàng cọp cái khách rồi anh em, có nhiều anh em nói rồi sao xạo này nọ không, không anh em cứ xem xe đi biết là đôi chưa rửa này cô này nhìn đất đỏ này bên nào không rửa quá chắc không gì nha anh em nha. Đó, chưa rửa này chứ nó không phải là xét nha, chưa rửa này thẳng băng nha, không có vết trầy nha cái nè, đầy đủ đồ. 2024 1024 cây nha anh em nha, bao anh em là không tua xe chuẩn xe cho anh em ha. Hàng này bao ít bao sơ cho anh em ha. Bữa có 2 con đen mà còn con nữa đâu, bán luôn, bán con về Đồng Tháp luôn. Dạ. Con về Đồng Tháp. Còn kia 86 cây số anh chú của Đồng Tháp ủng hộ rồi. Trời, con nó mà không thích nữa thôi chứ còn gì nữa hàng dạ. Đâu có. Con nó ủng hộ. Tiếp tục mốt mai chiều mình về mấy con màu trắng rồi đen đều nhiều nha anh em ha. Quay R15 luôn. Rồi R15 cho các anh em coi nè anh em ha. Hiện nay báo tập. Đời, báo đời với lại báo km. Thì anh em có theo dõi giờ mình cái chơi đầy đủ môn cho anh em luôn. Mô tô rồi cái thứ mà mô tô mình mới tập tành thì mình chơi sang toàn bộ là xe ken, xe lướt 1-2.000 cây anh em nha, xe không té ngã nha. Gì cũng có cho anh em, mai chiều cộng cộng mình để lên cho anh em coi. Đó, xe là 1.341 cây nha anh em ha. Đó, R15 giá anh bán 38 triệu bao sơ cho anh em ha. 38 triệu bao sơ, 38 triệu bao sơ đầy đủ không đồ. Tiếng ngã không một vết xước nha. Dạ, xe gốc thành phố Trà Vinh cho các anh em ha. Đó, R15 đó. Rồi ok. Xe lan can xe ban có chống đổ đầy đủ hết cho anh em luôn. Đó. Rồi, con này là ở thành phố Tân An. Thành phố Tân An, Long An nha anh em ha. 1.000 cây số, 1039 cây số nha anh em nha. Hàng 42 triệu bao sơ nha. Hàng đen nhám hơi cao hơn mấy con này. Đó, còn 2 con đen nhám ở đây. 2 con đen nhám ở đây, con 8.000, con 10.000. Đó nha anh em ha. 38 triệu bao sơ, đặc biệt là bao anh em không té ngã, 1/1 nha anh em nha, máy zin nha. Đó. Xe là mấy cái này mua trả góp thì cứ trả trước tầm 3 triệu 5 triệu là nhận xe. 3 triệu 5 triệu là nhận xe nha anh em. 5 triệu là nhận con xe về cho anh em ha. Đó, thủ tục hỗ trợ anh em hết ra. Rồi. Đó. Nếu anh em nào có 25 triệu mình cho nợ 10 triệu cũng được nha, bên mình có hỗ trợ cho thiếu là 10 triệu. Đó, chừng nào có biển, có biển số tính tiền. Còn tiếp không hoài đi qua đi 160 nha anh em, hoài hát giờ đang hot dòng này nha anh em. Đang tìm mẫu này nè. Dạ. Mình muốn ra luôn á. 1885 cây số mình có 2 con nha anh em nha. Báo giá công khai 46 triệu bao sơ cho anh em ha. Đó. Mấy chú nào mà cứ xem đi thoải mái đi. Dạ. Cứ xem thấy được ủng hộ màu này, màu xám xi măng. ABX nha các anh em. ABX chứ phải bản sơ nha. 2013. Đó. Okay. Có 2 con nha, mình có 2 con màu xám xi măng cho anh em luôn. Ngàn nha. Mới coi luôn đúng không? Đúng là 1000 mấy cây luôn. Đó, mình bán 46 triệu bao hồ sơ cho anh em ha. Rồi. Dạ. Bên này có con Mio này, Mio có bạn nào hỏi về thành phố thì bao nhiêu tiền nè? 22 triệu anh em, ha, bao sức có đơn thôi. Về số tự đăng ký đúng không? Dạ đúng rồi. Giấy phố thành phố luôn. Thành phố Trà Vinh luôn. Đó. Rồi. Con ẹt này nè. Con ẹt anh em. Ẹt thì nhiều á, anh em xem lô này thì ẹt ở trên lầu cũng nhiều lắm. Ẹt biển số 49 Đà Lạt anh em nào có thích đi Đà Lạt thì 49 Đà Lạt mua con này luôn nha anh em ha. 38 triệu đẻo số trải nghiệm nha anh em ha. 150 con 22 triệu, đi nhiều 29 nha anh em, đi 26.000 cây số nha anh em nha. Đó, mình nhắn gõ lên là 26.000 cây số con này nha anh em ha. Rồi. Gốc là biển số 74. Đó, còn mở kinh màu cam chùm keo nguyên con xe chạy 10.000 cây. Con này mình bán cái giá là 30 triệu bao sơ. Còn tiếp theo cái dòng cái AB125 AB đang hot quá. Xe lan can sờ ban quá trời nay mà về quá trời. Mình tập trung về anh em, mình cứ hàng nào hot là mình mua nha anh em nha. Đó, hot mà đứt là mình tập trung về cho anh em coi hết anh em ha. AB125. Anh em ha. 125. Mở về tiếp nha anh em, mấy con kia ủng hộ. Con này 2534 cây số nha anh em ha. 3X bao sơ cho anh em ha. 2500 coi. Rồi dạ. Màu đỏ. AB màu đỏ. Màu mới thành phố Trà Vinh. 2023. 476 cây số nha anh em nha. Hàng 3X bao sơ cho các anh em. Anh em mua thì nhắn tin qua Zalo. Dạ. Tại vì đã ngay từ đầu là nói con nào báo giá được báo, không báo được tại vì cái đầu vào mọi người. Dạ. Thì lúc báo lên bữa sau thì nhập lại nó cứ cao lên á, khó lắm anh em. Thông cảm á. Cứ nhắn tin qua Zalo. Dạ, cứ nhắn tin mình sẽ hỗ trợ, mình tư vấn hết ra cho anh em nha. Những con xe đầu vé tới cuối vé mình đều có hình nha anh em, gửi cho anh em. Này 3.000 cây cho anh em ha. 3.000 cây số thôi anh em ha. Con này là lan can xà ban cho anh em 2022 nha anh em ha. Đó, con 2022. Đó. Còn tiếp theo là con mốc và 81 rồi mình xe dọn giờ mà dọn ghim của con nha anh em, hàng liên hệ, hàng ít xe nhà. Đó, còn rồi, cặp. Rồi rồi, AB bên này luôn. Đó. AB này 160 anh em. 50. 150 mới về. Thành phố Biên Hòa, góc thành số Biên Hòa, 1556 cây nha anh em nha. Xe đúng sát đàng hoàng cổ bô anh em thấy không? Chứ phải hẳn dữ lắm, chưa rửa luôn kìa. Chùm keo luôn nha, chùm keo mà inox 2 triệu mấy 3 triệu, cái inox nha anh em, chủ nó 2 triệu mấy 3 triệu nha anh em ha. Lan can xà bàn anh em thấy không? Giá nhiêu anh? Giá 4 lít bầu sơ anh em ha. 4 lít bầu sơ. Dạ anh em không cảm, tại mình đăng lên nhiều lúc anh em cứ coi này nào mắc rẻ, thì 150 nói chung bên mình từ 40 42 triệu đổ lên rất là nhiều. Ok. Anh em ha. Bảo định giá cho anh em. Tiếp tục con 125 à. 150 limited anh. 150 limited luôn. Limited mới về bên số màu này nó có 125 luôn á. Dạ mình đó, con này 4x cho anh em ha. 4x luôn. Đó, 4x bao nhiêu ngàn coi á. Limited mã này bản là hơi khó kiếm nha anh em ha. 9.174 cây nha anh em, hàng 4x bao sơ cho anh em ha. Rồi, xe lan can AB160. Dạ. 160 hiện tại là có màu xanh này, màu đỏ này và màu xanh đặc biệt ha. Dạ. Con này 2023 nha anh em. 2023. Dạ đúng rồi, 2023, xe chạy 1874 cây số nha. Chùm keo nó cái mấy cái đồ chơi này mà chùm xe mấy cái đồ chơi này nè anh em. Khách nó là chùm keo gần 5 triệu nha anh em nha. Bọc hết luôn, nói chung là khách kỹ hết từ trên xuống dưới là 5 triệu mấy nha anh em ha. Khách báo mà còn có đơn chứng từ nha anh em ha. Đó, 5 triệu mấy con xe nè, dữ lắm anh em. Sáng sưng xe nha. Đó. Con mình thì con này bán 50 triệu bao sơ cho anh em ha. Cái này tham khảo ủng hộ nha anh em ha. Xe là thành phố Vĩnh Long. Vino V1 28 triệu để biển số chạy nha anh em ha. Con biển số Đà Lạt, con biển số Trà Vinh anh em ha. Đó, để biển số còn anh em muốn rút, dạ, xe lướt nha. 3.000 cây, con 3.000 cây, con 6.000 cây nha các anh em. Xe lướt, xe tay khắn không bao giờ khai, tay khắn không bao giờ đụng anh em, nó còn mòn nhẹ đâu anh em thấy không? Còn tròn cái bi luôn, y như viên đạn luôn anh em thấy không? Cốt không bao giờ khai nha. Anh em đặc biệt anh em đừng nha. Vô rồi. Hàng rẻ có rẻ luôn. Con này có FUTURE đó. FUTURE 2022. Con này bán 29 triệu bao hồ sơ. 29 triệu bao hồ sơ. Dạ 29. Dạ. Con này mình đi là 7.800 cây anh. Đó, bao anh em ha, xe gin, không té không ngã. Mới 29 triệu bao hồ sơ. Anh em cứ đừng nghĩ là nè, xe mới lên ken này chứ. Cổ bô nè anh em thấy không? Đó, ok, trắng hết cho anh em ha. Lia 33 triệu bao hồ sơ nè. Đi 8.000 coi. Dạ đúng rồi, lia. Rồi nờ viết nè. Nờ viết bữa giờ có mấy quá trời. Nờ viết đây. Đó, nờ viết bao la cho anh em ha. Đi, con này con này là 4.000 cây số nha anh em ha. 4.000 cây số thôi. Xe lan can xà ban. Con này 4.100 cây. Chùm keo nguyên con. Đen vàng đồng. 42 triệu bao sơ cho anh em. Còn giảm còn fit cho anh em nha. Mấy xe còn giảm còn fit hết cho anh em ha. 8 xi măng. 8 xi măng một cặp cũng 4.000 cây. Góc biển số 67 nha anh em ha. Đó. Bao hồ sơ cho các anh em. Đó. 42 luôn. 42 triệu bao sơ cho anh em. Còn sa chia 34 triệu bao sơ, sa chia nhập nha anh em ha. Còn cặp này mình xả 34 triệu bao sơ, xe gear magazine 2022 hàng xe nhập, số máy ID hàng xe nhập nha anh em nha. Đó, sao chia 34 triệu bao sơ anh em luôn, hồ sơ cầm tay. Đó, còn nhiều sẵn nhiêu. Còn tiếp theo Winner V2 hàng ABS nha anh em, có 2 con 20 triệu nha anh em. Nói mấy xe này 20 triệu anh em biết rồi. Con đi hơi nhiều, con 16.000 nha anh em. Còn con này cũng đi hơi nhiều, 3 mấy ngàn. Anh em ha. Đi hơi nhiều có 20 triệu con để bác số chạy cho anh em chạy trải nghiệm nha. Bao không đồng đồng máy cũng sa chia việc nè. Sa chia 34 triệu hết nha anh em ha. Đồng giá 34 triệu cho anh em. Đó giờ đồng giá 34 triệu cho anh em muốn lựa nào lựa nha anh em. Gai đơn. Cũng 34 triệu luôn anh. 2023 anh em. 2023 hồi sức coi. Đang xả anh em. 34 triệu. Rồi SONIC anh em. 28 triệu để số này anh em ơi. 28 triệu để số. À SONIC để 28 triệu bên số 31 triệu bao sơ. 2022 nha anh em ha. Còn con này 2021 nè, xe màu tím rồi luôn. Xe chạy 15.000 cây số nha anh em. 30 triệu bao sơ. 30 triệu bao sơ. 32 triệu bao tên. Con này để con số 36 triệu nha anh em ha, màu cao 21. Đó, rồi cặp SONIC. Con này là 219, góc 219, xe 219 luôn, xe chạy 5.000 cây. Mình bán con này với giá là 34 triệu bao sơ nha anh em ha. Đó, còn tiếp theo con SONIC bên đây nữa. Gap bull cũng giá là 38 triệu bao sơ. Đó, còn tiếp theo con FUTURE là 28 triệu bao sơ, 30 triệu bao tên nha anh em ha. Xe khách lên màu vàng. Còn có V1 bản này kêu bằng bản Gasson nè. 9.000 cây ha. 9.000 cây số ha. Lan can xà ban. Đây nè ha. Giá là bán 28 triệu bao sơ nha anh em. Rồi, mở kinh. Để con số. Mở kinh 32 triệu bao sơ nha anh em ha. Màu phiên bản kỷ niệm 60 năm của dòng hẹp Bắc Kinh nha anh em ha. Xe lan can xà bang, không té ngã, không đâm đụng gì hết. Winner V3, Winner V3, một con CBS mà chạy mới có mấy chục cây số nha anh em nha. CBS y như con xe mới hết trải nghiệm này, 28 triệu bao hồ sơ đó. Còn con bên đây 30 triệu bao hồ sơ, hồ sơ cầm tay có sẵn cho anh em ha. Rồi. Hả, kính mong anh em và bà con cô bác ủng hộ mình. Những anh em những con quay nãy mình có điều có hình, anh em thích con nào trong hình con đó. Còn anh em muốn cần làm biết là tiệm mình ship xe, mình sẽ ship đến nơi đến chỗ cho anh em hết, anh em cứ yên tâm cái vấn đề đó ha. Đó. Rồi, thì đó là giá xe, anh em nào mua thì tranh thủ thời gian mình xem, mình ghé tới cửa hàng ủng hộ. Ngoài ra thì anh em có thể tham khảo cái lô ở ngoài cửa hàng hoặc trên lầu thì bên kênh YouTube xe máy Trùng Dương, gõ chữ xe máy Trùng Dương á, thì ra anh em có gì đăng ký theo dõi á. Okay, dạ. Chào mọi người. Chào anh em, chào các chú nha, chào bà con.